Em Thuận, tư vấn bán hàng salon ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị, quý hàng nhé. Hôm nay thì salon Tuấn Kiệt chúng em có vừa cập bến cửa hàng một chiếc Porsche Cayenne, chiếc SUV hạng sang đến từ thương hiệu Đức nhé. Porsche Cayenne màu đen, nội thất nâu, rất là đẹp luôn. Sản xuất năm 2014 và đang mang tên tư nhân biển Hà Nội quý anh chị quý nhà hàng nhé. Đây là phần đầu của chiếc xe này mọi người này. Đèn pha là đèn bi chiếu sáng, có các vòng led định vị ban ngày và cũng có đèn gầm cũng như là trang bị đèn xi nhan hông nhá. Rất đẹp đúng không ạ? Mọi người này, sang phía bên hông này mọi người thấy đặc biệt chưa? Đó là chiếc xe này á, nếu mà bản tiêu chuẩn thì Porsche Cayenne chỉ được trang bị la răng 18 inch thôi. Đó. Còn ở năm 2014 mà chiếc xe này đã được trang bị option đặt thêm lựa chọn với cái option là la răng 20 inch đa chấu, rất là đẹp và khỏe, trang bị thêm cho chiếc xe này. Đó. Với cái gói option này thì chủ nhân khi mà lựa chọn đã phải chi ra hơn 200 triệu nha quý anh chị quý khách hàng nhé. Đó. Nước sơn thì còn zin đến hơn 90%, quá bóng sáng và mới luôn ạ, soi gương được luôn ạ. Đó. Rất đẹp đúng không mọi người? Thiết kế có bậc lên xuống cứng này. Đấy, có lẹp chrome viền chân kính cũng như là trên vây gió này. Đấy, hay là viền cốp này. Ống vô vuông này, hai ống vô vuông rất là khỏe xe nhá. Cảm biến xung quanh xe luôn quý anh chị quý khách hàng ạ. Cảm biến xung quanh xe luôn, có gạt mưa sau và cũng có đèn đèn hậu ở trên vây gió nhá. Đèn hậu này là đèn led hết rồi nha, công nghệ led nha, rất là đẹp luôn quý anh chị quý khách hàng ạ. Đấy, rất nhiều bóng led này. Đấy, rất nhiều luôn. Rất là sạch đúng không ạ? Chiếc xe này được rất là giữ gìn. Lốp dự phòng chưa hạ này, lốp dự phòng chống đinh nhá, kích với lại các dụng cụ tháo lốp là đầy đủ nhá. Cốp mở điện, đóng điện ạ. Rất đẹp đúng không ạ? 2014 thiết kế như thế này là quá đẹp. Thực sự luôn là thiết kế đi thiên hướng đi trước thời đại nhá. La răng là sơn zin luôn đấy nhá. Lốp rất dày. Nội thất thì phối hai màu đen với nâu, rất đẹp luôn. Nhiều vị trí là có bọc viền kim loại. Đấy, những cái vị trí như thế này này. Đấy, để gạt tàn thuốc này. Đó. Rất là sang, gạt xì gà đấy. Âm thanh loa bầu nhá. Đó, quá đẹp luôn. À, ghế da này mọi người. Thực sự luôn là mềm mịn. Đó. Có điều hòa đến 4 vùng luôn nhá. Đây là mọi người này. Đó, thiết kế rất là sang. Hàng thứ hai tương đối là rộng rãi, đóng cửa chắc lịch luôn. Ghế chỉnh điện nhá, ghế chỉnh điện nhá. Và đây này, khu vực điều chỉnh gương kính này. Đó. Vô lăng thì có tăng giảm âm lượng, đàn thạch dành tay. Đấy, có lẫy chuyển số thể thao nhá. Đó. Bên này thì là điều khiển cái màn hình analog ở đây này. Đó. Đó, mọi người thấy không? Đây, màn hình ở đây cũng là màn hình cảm ứng nhá. Thực sự luôn, thiết kế của Porsche rất là đẹp luôn, rất là thể thao. Đó, theo thiên hướng giống như trên những chiếc điện thoại Vertu cao cấp ấy. Đấy, nó cũng có một cái nét thiết kế như thế nhá. Điều hòa ở đằng trước thì là hai vùng tự động độc lập nhá. Cần số thể thao này, có chế độ chạy on-road, off-road này, chế độ chạy sport này. Đó, rất tuyệt vời. Xe có cửa sổ trời nhá. Đây này, ngay cả như điều khiển khu vực điều khiển đèn trần này, điều khiển cửa sổ trời cũng đấy, cũng rất là thể thao. Đó, sang trọng, ghế da mắc đẹp luôn. Bản này là bản Palantium nhá. Đây, bản này là bản Palantium Edition nhá. Và thảm theo xe vẫn còn nguyên nhá. Đấy. Chiếc xe này sử dụng động cơ 3.6 lít ạ. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đấy, tăng tốc rất là nhanh luôn. Đấy, một chiếc xe sang thể thao. Hiện tại thì Tuấn Kiệt Auto chúng em đang bán và giao dịch đến quý anh chị quý nhà hàng với mức giá là 2 tỷ 450 triệu đồng.
Quý anh chị, quý hàng quan tâm và có nhu cầu về mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ ngay cho bên em theo số điện thoại 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc là em Thuận 0337904888. Ở bên em cam kết chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, bao trách hãng và gara trên toàn quốc nhé, theo ý của quý anh chị và quý khách hàng nhé. Đồng thời thì bên em cũng có hỗ trợ trả góp chiếc xe này lên đến 70% giá trị xe nhé. Quý anh chị, quý khách hàng quan tâm liên hệ thì liên hệ với bên em ạ. Xin cảm ơn quý anh chị, quý khách hàng đã theo dõi video của em ạ. Kính chúc sức khỏe đến quý anh chị, quý khách hàng, cũng như là hẹn gặp lại quý anh chị, quý khách hàng ở những video sau nhé.